Chào tụi em, chị là Trà My. Hôm nay chị My sẽ kể cho tụi em nghe về những giờ học chính tả hồi lúc chị My còn nhỏ nha. Hồi đó, mỗi giờ học chính tả đối với chị là những giờ đầy ám ảnh và nước mắt. Chị không thể nào phân biệt được chữ cờ và chữ tờ, chữ á và chữ ớ, chữ o, ô, ơ, khi nào thì dùng chữ nào. Và chị đã lớn lên và tin rằng thôi mình chẳng thể bao giờ mà biết đúng chính tả được hết á. Phải sống với nó cả đời rồi. Nhưng rồi sau đó khi mà chị đọc nhiều sách và nhiều truyện hơn á, thì chị biết và chị nhận diện được những chữ đó viết như thế nào. Là thì ra là những cái kỹ năng của mình đều có thể cải thiện được nếu như mình thật sự cố gắng và tìm thấy động lực